Đây là cục sạc đa năng. Đó. Solar charger. Đây các bạn nè. Cục sạc của ta rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Power bank. Có nút xoay xoay gì các bạn nè. Xoay vậy nè, hay lắm. Nó có cả đèn pin luôn các bạn ơi. Có hai cái đèn pin luôn. Mình biết bấm sao đây. Cái này giờ đèn pin bật như thế nào trời. Thì mình không biết bật đèn pin như thế nào luôn á. Đây là cắm USB. Nè. Nó có hai lỗ cắm USB và đây là cái lỗ cắm sạc các bạn à. Và nó có tặng cho mình cộng dây dây sạc nữa nè. Đó. Cộng đây đây là cái cộng dây sạc nha các bạn. Có khúc à. Khoảng ở gần 15 phân. Cộng dây sạc khoảng ở gần 25 phân. Mà bây giờ điều quan trọng là bây giờ mình sẽ bật đèn pin ở lúc nào nè. Đây là cái nút bật tắt nguồn hay sao á. Pin này các bạn. Pin còn 4 cục. Đấy có 5 cục pin nè. Đèn pin nó bật lúc nào trời. Để mình kiếm chỗ bật bật đèn pin đã. Không biết nó nằm ở chỗ nào. Chỗ nào ta? Mình cũng bó tay luôn. Nó có đề đèn pin mà không biết nó bật nó nằm ở chỗ nào các bạn à. Cái cục này là 20.000 mbmg. Đâu? Candy. Có 10.000 các bạn ơi. 101.000 10.000 mbmg à. Sao cái đề là 20.000 mbmg ta? Sử dụng được 24 giờ các bạn nè. Cái này xuất xứ Trung Quốc. Made in China. Nó có cả gắn mang đi rất là tiện lợi luôn các bạn nè. Có hai lỗ cắm sạc luôn. Mình không biết cái đèn pin nó bật như thế nào nữa nè. Xây qua hay xây lại như thế nào nữa nè. Mình đang cố gắng tìm cái độ để mà chỗ này để mà sạc đèn pin nè. Bật được đèn pin lên. Đèn pin này các bạn ơi. Bật được đi bên đây nè. Trời. Chỗ này là bên sáng đó các bạn ơi nè. Đó. Tắt rồi ở lúc này nè. Bấm giữ im nè. Rồi, tắt rồi đó. Ấn 2-3 cái nó mới tắt các bạn ơi. Còn pin nó nằm ở chỗ này. Bật đèn pin cũng cái nút này luôn. Đó. Và tắt cũng ở cái nút này luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử
sạc thử cái máy máy quay nha các bạn. Đây là cái máy quay nha các bạn. Đây là cái máy quay của mình. Đó. Bây giờ mình sẽ thử sạc pin thử trên cái máy quay thử nha các bạn. Cái kết quả nó như thế nào đây. Giờ sẽ bật nguồn lên đã. Đó. Là hiện tại là còn 35%. Bây giờ mình sẽ sạc thử nha. Nó mà lên nút đỏ là sạc ok. Đó. Pin vô rồi các bạn à. Nè. Nó lên cái nút đỏ, nút đỏ như thế này là pin nó vô rồi các bạn à. Đó. Coi như là cũng là sạc được các bạn à. Không biết pin nó cầm bao lâu thôi. Hiện tại đây là mình đang thấy có 4 cục pin. Một cục pin màu xanh và ba một pin pin màu xanh dương và ba cục pin màu xanh da trời. Đó. Nghĩa là sạc nó cũng vô ok rồi các bạn à. Đó. Thì ngày hôm nay mình để thử cho các bạn xem thử coi cái cục sạc này nó như thế nào các bạn à. Các bạn xem video đừng quên like, chia sẻ và đăng ký.